Sư nhắc quý vị nha, bữa sau á, mỗi một câu á, mình chia ra. Ví dụ như một câu như vậy nè, đó quý vị gửi, gửi hẳn là chia ra. Gửi hẳn là chia ra. Chia ra từng câu nhỏ, chứ đừng có một cái câu hỏi gì gom mấy cái đầu dòng như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy đó, ở đồng hồ của sư là 8 giờ 47 phút rồi. 47 phút rồi. Nên làm sao mà trả lời hết được 5 câu hỏi cùng một lúc. Kính bạch sư, làm sao để tự độ mình? Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Thế Tôn nói sau khi ngài diệt độ đó, hãy lấy chánh pháp và giới luật là nơi nương nhờ. Hãy lấy chánh pháp và giới luật đó, làm điểm tựa cho mình. Đừng có lấy cái gì khác làm điểm tựa hết trơn. Tức là muốn tự độ mình thì cứ nương theo chánh pháp và nương theo giới luật, lấy hai thứ đó làm thầy, tức là lấy kinh và luật làm thầy. Những cái bài kinh do Đức Thế Tôn giảng, mình lấy đó làm thầy của mình. Những cái giới luật mà Đức Thế Tôn đã quy định, mình lấy đó làm thầy của mình. Trong trường hợp mà mình không có người kèm cặp kế bên để mà nâng đỡ, để mà giúp đỡ ha. Với một người phước báo ít như vậy, nhân duyên như vậy, làm sao để tự khích lệ, an ủi, vỗ về bản thân trên đường tu khi mình khi không có minh sư thiện hữu? Quý vị có thể suy nghĩ như thế này. Thân người đó thì khó có. Chánh pháp đó thì khó nghe. Mà mình ấy mang được thân người, mình lại nghe được chánh pháp. Thì dựa vào cái gì mà mình nói là mình ít phước? Phước mình cũng phải có nhiều, ít nhất là nhiều ở một cái mức nhất định nào đó thì mình mới mang được thân người và mình mới gặp được chánh pháp. Thành thử nếu như mà mình sống trong một cái hoàn cảnh là mình thiếu thốn thì quý vị có thể nghĩ như thế này. Dù sao đi nữa thì cái sự giải thoát là quan trọng hơn, mình ráng tu thôi. Đối với cái chuyện mà mình tu tập mình giải thoát thì những cái chuyện như là khổ, như là khó, như là nghèo, như là đói, như là đau, đâu là cái gì? Tự hỏi mình á, mình có dám vì đạo á mà mình bỏ mạng hay không? Bởi vì một khi mình dám vì đạo mà mình bỏ mạng á, thì mấy cái chuyện khó khổ đâu là cái gì? Mình đã có được một cái duyên rất là lớn, đó là mình có thân người và mình gặp chánh pháp. Còn cái chuyện mà mình tận dụng nó như thế nào á, nó là chuyện của mình. Tuy nhiên cũng nhắc quý vị, nếu như mà thấy mình thiếu phước thì tạo phước. Ngay cả một vị tu sĩ cũng có khả năng tạo phước, chứ đừng nói chi là một vị cư sĩ.
Thậm chí sư nói đó, một vị tu sĩ đó, cái khả năng tạo phước của vị đó lớn hơn cư sĩ. Tại sao? Bởi vì cái đối tượng mà vị đó hướng tới đó là tam bảo. Ví dụ như vị đó quét sân là làm cho sạch cho tam bảo. Vị đó thắp đèn là cho tam bảo. Thậm chí đó, vì đó có một cái món ngon, vì đó chia sẻ cũng là chia sẻ cho chư tăng. Vì đó có những cái phước vật chất, vì đó chia sẻ thì cũng là chia sẻ cho tam bảo. Thì cái cơ hội tạo phước phục vụ của tu sĩ nó lớn hơn cư sĩ, bởi vì quý vị ít khi nào có cơ hội mà làm phước đến tam bảo, nhưng mà một vị tu sĩ thì chỉ cần vị đó muốn thì có nhiều cơ hội hơn đấy. Cho nên nếu mà nhắm mình thiếu phước thì tạo phước. Chùa có một vị bị tai biến trước khi xuất gia là bị tai biến, trước khi xuất gia bị tai biến. Mà quý vị biết là khi mà vào chùa làm giới tử để mà công quả thôi, nó làm công quả thôi, để phục vụ chùa rất là nhiều năm, mà dần tai biến nó hết. Và khi mà xuất gia đó thì cũng tiếp tục phục vụ, rồi cho đến bây giờ thì rất là lớn tuổi, hơn 90 rồi. Thì quý vị thấy đó, quý vị thấy cái việc mà mình tạo phước ấy, thì mình sẽ có được cái phước liên quan. Thành ra nếu mà nhắm mình thiếu phước thì cứ tạo thêm phước.